đối tượng vay vốn là hộ gia đình cư trú tại vùng nông thôn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú, sau đây gọi là khách hàng. Điều kiện vay vốn: khách hàng cư trú tại địa phương thuộc vùng nông thôn chưa có công trình cấp nước, công trình vệ sinh hộ gia đình, hoặc đã có nhưng bị hư hỏng cần phải xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng trên một loại công trình trên một khách hàng. Khách hàng được vay vốn để đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hai loại công trình nước và vệ sinh môi trường hộ gia đình, nhưng tổng dư nợ mỗi loại công trình không vượt quá mức cho vay tối đa của mỗi loại công trình. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội thỏa thuận với khách hàng, nhưng tối đa là 5 năm, tức 60 tháng. Lãi suất cho vay 9% một năm. Lãi suất nợ qua hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Quyết định số 10 năm 2024 QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 9 năm 2024.